Giáo viên thành phố Hồ Chí Minh thưởng Tết vài chục triệu theo quy định, ngành giáo dục không có quỹ để chi tiền thưởng Tết cho giáo viên. Khoản thưởng hàng năm mà các trường chi cho giáo viên thật ra là khoản kết dư cuối năm theo Nghị định 43/2006, Nghị định Chính phủ của Chính phủ. Căn cứ vào khoản tiền từ ngân sách rót về trường hàng năm, sau khi trừ đi các kinh phí dành cho hoạt động. Còn lại khoản kết dư nhà trường mới chia thu nhập tăng thêm dành cho giáo viên. Tiền thưởng này nhiều hay ít phụ thuộc vào tài khéo cột thì ấm của hiệu trưởng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, năm nay các thầy cô đón tin vui. Ngoài nhận được số tiền thưởng từ tiết kiệm chi như mọi năm, giáo viên đang công tác trong ngành sẽ có thêm một khoản thu nhập tăng thêm nhờ cơ chế đặc thù theo nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Võ Văn Hát, Quy 9, thành phố Hồ Chí Minh, Tết năm nay, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giáo viên của trường có thể được nhận thêm gần 13 triệu đồng mỗi quý. Như vậy, nếu tính cả 3 quý trong năm học 2017-2018, trừ tháng 6-7, giáo viên có thể được nhận thêm khoản tiền là gần 40 triệu đồng. Nếu trường nào trong năm chi tiêu tiết kiệm thì cuối năm giáo viên cũng được chia thêm một khoản tiền nữa. Nếu cộng cả hai khoản thưởng, có giáo viên nhận gần 50 triệu đồng. Đây được xem là niềm vui đặc biệt cho thầy cô tại thành phố Hồ Chí Minh khi có cái Tết đủ đầy, tương tất hơn mọi năm. Quả thật đây cũng là đỉnh cao để những thầy cô nhiều vùng miền khác phải suýt xoa, ao ước. Nhiều giáo viên chưa biết tiền thưởng Tết là gì, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đã công bố khoản tiền và cơ chế thưởng cuối năm của giáo viên thì tại nhiều địa phương khác vẫn im ắng. Có thầy cô sốt ruột, nhưng cũng có người đã quên và không nhắc gì đến thưởng Tết nữa. Lý do là bởi, họ đã quen với cảnh không có tiền thưởng Tết, hoặc chỉ là gói mì chính, ít bánh kẹo, gọi là có quà khi Tết đến xuân về. 10 năm cắm bản, công tác tại điểm trường khó khăn ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, mỗi khi Tết đến. Thầy Nguyễn Viết Thành, giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Nậm Mười, cũng mong có chút tiền thưởng Tết để động viên. Nhưng cũng chừng ấy năm, điều này vẫn chỉ là niềm ao ước. Chúng tôi công tác ở địa bàn khó khăn, có thầy cô hàng ngày vượt 20 km đường bèo đến trường, có người cuối tuần mới được trở về thăm gia đình. Thương thầy cô vất vả, lãnh đạo nhà trường cũng muốn cuối năm có chút động viên anh em, nhưng chẳng biết làm cách nào vì ngành giáo dục không có quỹ thưởng Tết. Hàng năm, ban chấp hành công đoàn trường cố gắng dành dụm một phần quà nho nhỏ gửi đến gia đình đoàn viên để động viên tinh thần. Còn triệu lớn, triệu bé, hay thưởng tháng lương thứ 13 như các ngành nghề khác thì chúng tôi chưa bao giờ biết tới thầy Thành tâm sự. Với những giáo viên đang công tác ở vùng cao như thầy, món quà Tết lớn nhất có lẽ là sau mỗi kỳ nghỉ Tết, trở lại lớp thấy học sinh vẫn đến trường đông đủ. Những ngày này, khi xem thông tin báo đài nói về thưởng Tết, cũng cảm thấy tủi thân lắm. Anh em chúng tôi tự động viên nhau đã chọn nghề giáo thì chấp nhận, tất cả vì học sinh thân yêu. Nhưng cũng mong các cấp lãnh đạo có những quan tâm, có quy định khi phân bổ ngân sách sẽ dành riêng ra một khoản cho việc thưởng. Tránh việc cùng công tác trong ngành giáo dục, nơi có nơi không. Người hân hoan vì được thưởng lớn, còn thầy cô khác thì chạnh lòng thầy Nguyễn Viết Thành kiến nghị. Tại Hà Nội, mọi năm nhiều trường công lập có tiếng cũng chỉ thưởng Tết cho giáo viên chưa đến tiền triệu. Nhiều trường ở ngoại thành Hà Nội, dịp Tết, mỗi cán bộ, giáo viên trong trường sẽ có từ 200.000-500.000 đồng. Còn năm nay, vẫn thấy im ắng,